Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chỉnh video bằng MeToo ha. Đầu tiên chúng ta sẽ vào phần mềm MeToo. Sau đó chúng ta sẽ vào phần chỉnh sửa video. Rồi chọn một cái video mà các bạn cần chỉnh sửa. Ở cái phần chỉnh sửa video này chúng ta có thể bóp mặt nha. Và làm cũng giống như là chỉnh sửa hình ảnh thôi. Đầu tiên mình sẽ phân tích là cái video này nó sẽ như thế nào ha. Đầu tiên là nó sẽ có mụn này. Thì mình sẽ phải xóa mụn. Da thì chưa được mịn thì mình sẽ phải làm mịn da. Đó, và có thể bóp mặt chút xíu ha. Rồi mình sẽ làm mắt cúp lại và cũng như làm lại tông da. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ vào làm đẹp. Đó, ở phần làm đẹp này á, thì mình sẽ bắt đầu xóa mụn trước. À, các bạn thấy không, xóa mụn. Nhưng mà chưa hết các bạn nha. Thì chúng ta sẽ bấm vào thủ công. Và các bạn zoom lên, chấm đi những cái phần mà đang còn chưa hết. Đó các bạn thấy không, mình sẽ chấm đi. Các bạn có thấy là nó đã biến mất hết không? Đó. Đây, trước này, sau này, trước, sau. Đó, và nó sẽ chấm hết như vậy các bạn nha. Từ đầu đến cuối video luôn ha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ vào làm mịn. À, chúng ta sẽ kéo mịn lên khoảng 60 ha, hoặc là có thể là 70. À, tiếp cũng vào là thủ công để làm mịn lại những cái phần mà nó chưa mịn ha, mắt môi. À, thì ở phần video này chỉ chỉnh sửa ở mặt thôi các bạn nha. Ở cái vòng tròn sau mặt thôi ha. À, rồi ok. Rồi tiếp theo mình sẽ vào phần tông da để điều chỉnh lại da, màu da. Đây, các bạn có thể điều chỉnh lại các màu da mà các bạn muốn. Mình sẽ thiên về màu nút nút chút xíu và kéo trắng lên. Ok, trước này sau này nó đẹp, da là trắng lên ha. Rồi, ở đây thì các bạn có thể bóp được mặt rồi ha. Bằng cách là các bạn sẽ vào phần thon gọn. Ví dụ nhé, bây giờ là mình sẽ bóp mặt lại này. Cho nó vê lai là chút chẳng hạn. Hoặc là ví dụ mắt nha, đôi khi mắt nha, các bạn mắt không có tròn ha, các bạn có thể bóp được luôn. Đây là video nha, video nhưng các bạn cũng sẽ bóp được luôn. Đó, và các bạn có thể chỉnh. Rồi, đó là cách bóp ha. Tiếp theo là sẽ vào chỉnh khuôn mặt này. Rồi, các bạn có thể chỉnh mắt này, mắt to ra này, cũng giống y chang như là ở trên chỉnh ảnh vậy đó, độ dài của mắt. Độ dài của mắt đó. Rồi mũi. Đó, các bạn có thể làm mũi nhỏ lại đấy. Rồi miệng đó. Miệng. Vậy đây chút xíu. Và các bạn thấy không, nó cũng sẽ chỉnh giống như này vậy thôi. Rồi ok. Rồi tiếp theo mình sẽ vào phần trang điểm. Đó, các bạn có thể đánh phấn mắt lại nha. Rồi đây, ví dụ mình sẽ nhấn phấn mắt chút xíu. Màu môi. Đó, các bạn màu môi thì có thể điều chỉnh lại màu môi. Ví dụ như đây. Đó, nhưng mà màu môi mình như vậy thì ok rồi. Mình sẽ không điều chỉnh màu môi nữa. Rồi tạo khối. Đó, các bạn sẽ muốn có khối hơn thì các bạn sẽ bấm vào, lựa chọn vào những cái tạo khối các bạn cần ha. Đấy. Chi tiết mắt má hồng. Đấy, mình sẽ đánh thêm một miếng má hồng cho nó đẹp và giảm nó xuống. Ok ha. Rồi. Chi tiết rất là nhiều cái nha, mắt nha, mấy mi nha, đó cũng giống như hình ảnh đó, mình các bạn có thể thêm một mi vào. Đó, ok ha. Rồi. Đúng rồi, các bạn có thấy không? Nó sẽ điều chỉnh cho các bạn. Hết ha, và các bạn xem này. Nè, video nha, trước này. Đó, sau này, trước này, sau này. Đó, đó có sự khác biệt. Đó, tại sao mà bây giờ ngành mắt cúp lại mắt cúp ra đẹp? Thực ra thì đó là ánh sáng cũng như là chỉnh sửa video hình ảnh hậu kỳ thôi ha. Rồi sẽ bấm lưu, lưu thì các bạn sẽ bấm vào dấu ba chấm. Đó, và chọn lên 4K, 30 hoặc 50. Đó, các bạn bấm lưu ha. Các bạn có những thắc mắc gì có thể để lại bình luận ha. Mình sẽ làm những video giải đáp cho các bạn nha.